Theo các bạn thì Bitcoin nó phá cái vùng giá nào thì những altcoin nó sẽ pump tâm nóc ha. Thì ok, thì các bạn nhìn vào biểu đồ này thì chúng ta có thể thấy được á, thì những cái mốc quan trọng thì mình cũng đã để trong video này rồi, và các bạn có thể pause cái video này lại để dự đoán cái vùng giá quan trọng mà Bitcoin nó cần phải phá để tăng mạnh, và sau đó thì những altcoin nó đồng loạt nó sẽ tăng theo ha. Ok, xin chào tất cả các bạn, lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một cái chủ đề, đó là Bitcoin nó phá vùng giá nào thì altcoin nó sẽ tăng rất là mạnh trở lại. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để cho ta nút like và subscribe ha. Và nhớ ấn nút chuông bên phải của nút subscribe để có thể là nhận những cái video sớm nhất từ team mình ha. Để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Đầu tiên, các bạn có thể xem qua được cái tình hình vốn hóa thị trường ha. Vốn hóa hôm nay thì mình sẽ reload lại. Hôm nay thì nó đã đang giảm 1,5% ha. 1,5% xuống còn là hơn 1.600 tỷ đô. Hiện tại nó vẫn duy trì được ở mức là trên 1.600 tỷ đô ha. Và trong 24 giờ vừa qua thì Bitcoin nó giảm 2,2%, thì như mình phân tích đó là nó phải cần điều chỉnh ở 0,4 giờ để nó tăng mạnh trở lại trong thời gian sắp tới. Ethereum thì nó mạnh chỉnh mạnh hơn, bởi vì là vốn hóa thì nó bên cái thị phần của Ethereum nó đang giảm rất là mạnh. Và kế thì những cái đồng coin top khác nó cũng giảm rất là mạnh, như là Polkadot thì giảm 5,5% này. Ok, thì theo như cái chart ban đầu của video thì chúng ta sẽ thấy là những cái vùng quan trọng mình đã có đánh giá ở đây, đánh dấu ở đây, thì Bitcoin nó phải cần phải phá cái vùng kháng cự ở trên khung ngày, đó là vùng 41.500 cho đến 42.000 ha. Thì khi mà nó phá khỏi cái vùng này thì Bitcoin nó sẽ hình thành những cái cấu trúc, đó là cái đỉnh sau nó cao đỉnh trước và đáy sau nó cao đáy trước, thì nó mới chuyển sang cái giai đoạn là cấu trúc tăng ở trên khung ngày, và khi đó nó sẽ hướng đến những cái vùng mốc 46 đến 50.000. Và những cái khúc này thì mình sẽ kỳ vọng là Bitcoin nó tăng tăng trước, sau đó thị phần nó sẽ đổ từ Bitcoin sang lại trở lại những cái đồng altcoin, và altcoin top nó sẽ boom trong thời gian sắp sau đó ha. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ thấy được là cái đợt điều chỉnh hiện tại, các bạn thì thấy là hiện tại nó đang giá Bitcoin nó đang điều chỉnh ở trên 0,4 giờ, giống như cái plan mình vẽ ở đây ha. Nó cần phải điều chỉnh về cái vùng này là vùng 37.600, đó là cái vùng mà Fibo 0.618 cho đến 0.5 này. Vùng này cũng là vùng kháng cự cũ và hiện tại nó đang về test ở đây. Và hiện tại thì mình thấy là cái đợt điều chỉnh này nó cũng điều chỉnh tương đối giống với lại cái đợt điều chỉnh trước, khi mà nó vừa tăng lên phá vùng kháng cự phía bên này và nó điều chỉnh, và cú điều chỉnh này nó cũng điều chỉnh về quanh vùng Fibo 0.5 này. Và hiện tại thì sau khi mà điều chỉnh về 0.5 này thì nó bung lên lại rất là mạnh, cho nên là cái đợt điều chỉnh sắp tới mình nghĩ là quanh cái vùng này mình nghĩ là nó sẽ có cái setup để chúng ta long, là chúng ta trade margin ha, và mình sẽ long những cái setup như vậy và hướng đến cái vùng kháng cự trước ha, những cái vùng kháng cự 41 42 ngàn đô, và sau đó thì mình sẽ chốt lời và mình sẽ quan sát tiếp. Nếu mà nó break mạnh lên thì mình sẽ nhồi long vào ha. Và tất nhiên là video này là mục đích thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư, và mọi sự phân tích của mình là theo quan điểm cá nhân, cho nên là các bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng mọi sự lựa chọn đầu tư của các bạn ha. Và trên khung ngày thì ở trên thị phần Bitcoin các bạn sẽ thấy được là thị phần nó đang có chững cơ màu là chững lại này, cho nên chúng ta sẽ thấy là thị phần hiện tại giá của Bitcoin nó giảm, và vì là giá Bitcoin nó giảm và thị phần giảm, cho nên là không có cái sự được coi là sự bullish trong ngắn hạn nữa ha. Trên Ethereum, thị phần Ethereum thì nó cũng vẫn đang nó giảm rất là mạnh, nhưng mà cái việc mà chúng ta hiện tại chúng ta nên theo plan như thế nào, nếu mình nghĩ là plan của mình hiện tại là mình nếu mình long, mình trade long thì mình sẽ long những cái đồng mình sẽ long Bitcoin, còn mình short, nếu mình short ha, mình sẽ short những cái đồng altcoin top, ví dụ như là Ethereum hoặc là Bitcoin Cash hay Litecoin. Bởi vì sao? Bởi vì thị phần của Bitcoin nó vẫn trong cái đà tăng rất là mạnh, cho nên là mình long Bitcoin thì nó sẽ tăng mạnh hơn những cái đồng altcoin top. Còn khi mà mình short á, mình sẽ short Ethereum, bởi vì là thị phần Ethereum đang giảm rất là mạnh, cho thấy là sẽ rút vốn và bán tháo ha. Cho nên là mình vẫn sẽ theo plan cũ của mình. Ok, và tình hình giá của Ethereum thì chúng ta sẽ thấy được là nếu mà Bitcoin nó phá khỏi cái vùng gọi là cái vùng quan trọng 41 42 ngàn đô
Mình vùng này thì mình cũng đã có tham khảo ở nhiều nguồn khác nhau cũng như là những cái phân tích khác, thì mình thấy là cái vùng này của mình nó cũng khá giống với lại của họ. Cho nên là cái vùng này nếu mà Bitcoin nó phá qua thì chúng ta sẽ thấy là Bitcoin nó sẽ tăng mạnh và kéo theo co tốt nó sẽ tăng theo ha. Và Ethereum hiện tại nó đang chạm cái vùng hỗ trợ là vùng 2245 đô, và trên MACD, Hexagram MACD thì nó đang cho thấy là Ethereum nó đang giá nó đang đi ngang ha, cho nên là không có thể tăng mạnh trở lại được, giá nó đang đi ngang sideways thôi. Còn Litecoin như thế nào? Litecoin thì nó đang bị đè bởi cái đường trendline giảm này, nó đã chạm 4 lần rồi, nó chạm 4 lần và giảm. Hiện tại thì đang trong vùng hỗ trợ 159 cho đến 160 đô. Hiện tại thì mình đã mua trước một ít Litecoin và một ít mà và rất là nhiều Bitcoin. Mình phân bổ là tầm 60% cho Bitcoin và 40% cho Litecoin ha. Cho nên là hai cái đồng này thì mình đã cũng đã có mua rồi, cho nên là hiện tại mình vẫn quan sát tiếp thôi. Ok, Bitcoin Cash thì nó cũng như vậy, vẫn chạm 4 lần cái đường trendline giảm này và nó đang giảm. Tuy nhiên không, hiện tại chưa phải là vùng hỗ trợ của Bitcoin Cash. Vùng hỗ trợ của nó là quanh cái vùng 535 đô này. Dưới vùng này tồn tại lực cầu rất là mạnh, cho nên là vùng này thì sẽ được phe mua chờ dưới này rất là nhiều ha. Ok, và plan sắp tới của mình hiện tại vẫn là tăng tăng trên công ngày ha, tăng trên công ngày và không 4 giờ cũng như vậy, không 4 giờ vẫn như vậy, bởi vì là nó đã điều chỉnh xong rồi. Mình nghĩ là nó đã điều chỉnh xong theo về mặt phân tích kỹ thuật ha, nó đã điều chỉnh xong về cái vòng Fibonacci 0.618 của Fibo rồi, 37.2. Hiện tại thì nó sẽ hình thành nên cái giai đoạn là giai đoạn sideways ở trên những khung nhỏ, sau đó nó sẽ break cái giai đoạn sideways đó và đi vào cái uptrend ở trên cái những cái khung nhỏ ha, trên tăng á. Ok, và kéo theo đó thì Bitcoin nó sẽ phá cái vùng kháng cự 41-42.000 đô thì nó mới kéo theo topcoin nó không mạnh được ha. Ok, và video này của mình đến đây kết thúc, và nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để like, subscribe kênh và comment phía bên dưới video này những ý kiến đóng góp cũng như là những câu hỏi của bạn để mình có thể giải đáp trực tiếp hơn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các số video tiếp theo.